Hello, xin chào mọi người. Thì đây là chiếc xe của bạn mình mới bị trộm đập vào, vỡ kính, phải hết tất cả cái này vào lấy trộm đồ thì phải dán lại, mới dán lại phim cách nhiệt, dán lại mỗi cái kính này thôi. Còn trước đấy thì xe anh cũng đã có phim rồi. Thì mình thấy có một cái điều khá hay mà hôm nay muốn chia sẻ với mọi người, đó là mọi người có thể nhìn này, đây là sau khi dán xong này, hai cái tấm phim nhìn từ ngoài vào là mọi người nhìn như nhau. Nếu mà về độ tối thì mọi người nhìn thấy hai tấm như nhau, tấm này có khi còn tối hơn một chút. Đây mọi người nhìn kỹ này, đấy, độ sáng tối thì như nhau này. Ở bên ngoài nhìn vào, nhưng mà từ bây giờ chúng ta nhìn trong ra này, mọi người nhìn này, đó, mọi người thấy sự khác biệt chưa? Rõ rệt luôn. Cái bên này sáng nhìn rõ luôn, và bên này rất là tối. Vì đây là anh chỉ dán lại cái kính này thôi. Thì đây có một cái ví dụ rất là hay để cho mọi người thấy là cái dòng phim cao cấp của AM thì nó có cái điểm gì mà các dòng phim khác không có. Đấy là chính là việc chúng ta ở bên ngoài dán kín mít đen, nhưng mà vấn đề là ở bên trong mình nhìn ra nó vẫn sáng, nó không bị cản tầm nhìn. Đấy, mọi người nhìn thấy vẫn tối như nhau, nhưng mà cùng một dòng phim tối, cùng một sắc tối, nhưng mà cái phim chất lượng nói chung là không bằng. Đây thì nó sẽ không được từ trong nhìn ra cái dòng phim 3M bên này. Mọi người nhìn thấy cái sự khác biệt nó là rất là rõ rệt luôn, nó sáng hơn hẳn luôn. Thì cái này nếu mà ban ngày thì mình có thể mình thấy nó bình thường, mà đến lúc đi buổi tối nó rất là hữu ích, đặc biệt là cái độ an toàn, nhất là những khi mà mình muốn dán tối để đảm bảo an toàn cho xe, tránh cái trường hợp mà từ ngoài vào trộm nhìn vào bắt đầu đập vỡ kính như xe này, thì mình dán tối thoải mái mà không sợ bị cản tầm nhìn. Và thì đây là một cái trường hợp rất là điển hình mà chúng ta hay gặp, mà khi dán phim tối chúng ta hay lo lắng là liệu từ trong nhìn ra có nhìn được không. Thì đây là câu trả lời rõ nhất để cho chúng ta hiểu được là dòng phim 3M làm được những cái điều mà các dòng phim khác trên thị trường không làm được. Thoải mái nhìn dán tối mà vẫn nhìn từ trong ra vẫn đảm bảo. Và đấy, trong vắt luôn. Rồi, xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong video lần sau.